làm cho chữ chạy từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên đến hết video. Trước hết thì các bạn hãy vào tên văn bản và thêm chữ cho mình. Và các bạn ấn A cộng thêm chữ này. Ví dụ mình muốn chuyển cái chữ thank you đi. Rồi mình sẽ vào phần phông chữ. Chọn một phông chữ mà mình thích và hiệu ứng này. Chọn màu chữ cho nổi này. Rồi ấn tích này. Đó, bây giờ thì con trỏ chuột đang ở đầu của vị trí của chữ rồi. Mình sẽ ấn vào biểu tượng con thoi. Đấy, bây giờ mình sẽ giữ tay vào đuôi trắng của cái chữ này. Mình kéo đến hết video nhé mọi người. Đây, kéo đến hết video. Và ở vị trí cuối video mình sẽ ấn vào dấu cộng. Ở vị trí đầu của chữ, ở đầu video thì chúng ta sẽ giữ một ngón tay và đẩy cái chữ thank you này lên trên đỉnh của màn hình nhé. Còn ở cuối thanh chữ thì các bạn tương tự sẽ di cho cái chữ thank you xuống phía đáy. Tức là các bạn hiểu là muốn chữ chạy từ trên xuống dưới thì ở đầu của thanh chữ các bạn cho chữ lên trên đỉnh. Còn ở cuối của thanh chữ thì các bạn sẽ cho xuống phía chân màn hình. Đó, còn nếu như muốn làm ngược lại thì các bạn đầu video các bạn sẽ cho chữ xuống phía đáy của màn hình. Và cuối video thì các bạn sẽ cho chữ nhảy lên phần trên đỉnh nhé. Bây giờ mình thử chạy từ đầu tới cuối nhé. Các bạn thấy không, chữ đang trôi từ trên xuống dưới đấy. Mình tua hơi nhanh thôi. Chúc các bạn thành công. Pamela, lên bè đi, sẽ ý thích mình.